Minh Hiền. Ok với các bạn là hôm nay là mình sẽ hướng dẫn anh em một cái mà nói chung là cái này hay. Cái này để Tết này anh em gọi là có cái tập để mình đánh đàn nó ngầu hơn. Hẳn là anh em kiểu như là kiểu tự tập ở nhà hay là như thế nào đấy thì anh em cũng đã kiểu đạt được một cái mức độ là mình chơi theo kiểu là đấy, anh em chơi ballad, anh em chơi sấp chậm hợp âm, anh em bấm ngón anh rồi. Nhưng mà anh em luôn tự hỏi là ủa mấy cái ông ở trên YouTube, mấy cái ông đi đánh đàn ấy, tại sao người ấy đánh nghe nó phiêu lắm, ông chạy nốt kinh lắm. Mình đánh có mỗi này hợp âm là đô này, xong rồi son này, xong rồi la này, xong rồi mi này. Thế mà tay công như cơ, tay công như thế này. Thế chạy như thế là như thế nào nhỉ? Ủa, làm nào để đánh như thế? Tập cái gì bây giờ? Thì hôm nay là tớ sẽ làm một cái bài hướng dẫn em làm nào chúng ta đánh được nó kiểu như thế. Cái này nó rất là dễ, cái này nó bản chất thì nó không khó. Nó chỉ khó ở cái phần gọi là phần kỹ thuật hoặc là phần sáng tạo cái thứ thôi. Còn bản chất nó rất là dễ. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến vào xem mà chúng ta sẽ phải làm như thế nào để tập cái này nhá. Thì video thì tớ sẽ có hai phần, chia ra làm hai phần. Phần đầu tiên là phần anh em sẽ hiểu về phần nhịp một tí, và phần thứ hai là chúng ta sẽ hiểu về việc là đi ngón ở trên đàn thì nó sẽ như thế nào. Ok chưa? Giờ chúng ta sẽ vào xem video cái gì nhá. Ok, phần đầu tiên thì anh em cần phải hiểu một cái như thế này. Đấy là trước tiên là dĩ nhiên anh em muốn tập cái này thì anh em phải đánh được cái gọi là đàn cơ bản nó ngon lành rồi thì chúng ta tập cái này nó mới dễ. Thì trước tiên là để có thể đánh cho nó hay hơn thì anh em hãy hiểu về nhịp một tí. Tớ cũng từng có một video nói về nhịp như thế này rồi, thì anh em có thể tìm thêm ở cái series mà để chơi đàn hay hơn. Cái series đấy của tớ là toàn là những cái liên quan đến nhạc lý để anh em đánh nó hay hơn thôi. Thì tớ sẽ nói lại một cái như thế này. Đấy là anh em cần phải hiểu rõ một bài hát nhịp của nó thì sẽ đánh như thế nào. Không phải là chúng ta bảo là nhịp 4-4 thì mình sẽ đánh ballad này, nhịp 3-4 cho là những điệu van này. Không, cái đấy nó chỉ gọi là anh em mới tập thì tập như thế thôi. Còn nếu mà chơi đàng hoàng ấy thì anh em phải hiểu cái nhịp của mình hơn. Thì anh em nên xem lại những cái video mà tớ hướng dẫn về việc là làm nào biết bài hát nhịp bao nhiêu, như thế nào. Thì ví dụ như bây giờ là chơi một bài 2-4 đi, chơi một bài nhịp 2-4. Thì chắc anh em mới hiểu rồi nhỉ. Đấy là tớ sẽ không đi sâu quá về việc là nốt đơn, nốt kép như thế nào, mà tớ sẽ hướng dẫn anh em cách đếm để chúng ta có thể chơi được cái điệu nó hay hơn. Thì đối với nhịp 2-4, anh em nên đếm cho tớ mỗi một cái hợp âm nhé. Là 1-2-3-4. Đấy là chơi thì kiểu nốt đơn. 1-2-3-4 tức là sao? Tức là mỗi một hợp âm nhé, tớ sẽ đánh là Đô, Son, La, Mi. Thì anh em chơi nhé. 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4. Khi tớ bảo đếm từ 1 đến 4 có nghĩa là mỗi một hợp âm anh em sẽ đếm từ 1 đến 4 thật là đều, rất là đều, có thể nhanh, có thể chậm, có thể là kiểu 1-2-3-4 hoặc là nhanh hơn 1-2-3-4 1-2-3-4, nhưng anh em sẽ phải đếm liên tục, đếm liên tục luôn. Ok chưa? Đấy, mỗi hợp chúng ta sẽ đếm đều như vậy, trừ những cái bài mà về sau anh em đánh gọi là đảo phách ấy thì sẽ có những cái đếm khác, nhưng mà ở đây tớ sẽ chỉ nói đến những cái bài mà chúng ta chơi nó đều một tí. Ok chưa? Thì trước tiên là anh em sẽ đếm như vậy. Đối với nhịp 4-4 thì anh em đếm cho tớ từ 1 đến 8. 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7-8 1. Đấy, cứ 1 là chúng ta chuyển hợp âm. Đó, ok chưa? Đối với nhịp 3-4 thì anh em cứ đếm cho tớ từ 1 đến 6. Từ 1 đến 6. 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6-1. Và nhịp 6-8 chúng ta cũng đếm từ 1 đến 6. Ok chưa? Đấy là đếm theo kiểu nốt đơn, đếm theo kiểu nốt đơn. Thì anh em sẽ hiểu thêm một cái cho tớ như thế này. Đấy là khi mà tớ bảo là đếm, ví dụ nhịp trên nhịp 2-4 nhé, đếm từ 1 đến 4 đúng không? Thì khi anh em đếm là 1, đếm là 1, thì anh em sẽ đánh vào dây bát cho tớ. Ví dụ đô nhé, đô này, thì dây bát của nó là dây 5-3. À đúng rồi, dây 5-3 đúng không? Thì khi anh em bắt đầu đếm là 1 thì anh em sẽ đánh bát đầu tiên. Đó. Còn khi anh em đếm là 2-3-4, có một cái sự thật là anh em muốn đánh dây nào cũng được. Anh em không nhất thiết phải đánh là bát 3-2-1-3 như cái điệu sấp chậm mà anh em hay học ấy. 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1. Bình thường anh em chơi điệu 2-4, nhịp 2-4 chơi sấp chậm là anh em hay chơi như vậy. Thì có một sự thật là ở số 1 thì anh em đánh bát, còn số 2, 3, 4 anh em muốn đánh dây nào cũng được. Ví dụ tôi có thể đánh là bát 3, 2, 1 bát 3, 2, 1 bát 3, 2, 1 bát 3, 2, 1 đó. Hoặc tôi có thể đánh dây là bát 4, 2, 3 bát 4, 2, 3 bát 4, 2, 3. Đấy thôi, anh em muốn đánh dây nào cũng được, chắc chắn nó sẽ ra nhạc. Ok chưa? Đấy là cái đầu tiên anh em nên hiểu nó là như thế. Và không nhất thiết là mỗi một hợp âm anh em phải đánh giống hệt nhau. Ví dụ anh em bảo là đánh là bát 3-2-1 đi, thì đô anh em đánh bát 3-2-1, son cũng bát 3-2-1 bát 3-2-1.
mỗi một hợp âm anh em có thể đánh hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn khác nhau. Ví dụ đô tớ đánh là bát ba hai một, nhưng mà đến son tớ đánh là bát hai bốn ba, xong đến la tớ đánh là bát một một ba. Anh em muốn đánh mỗi hợp âm như nào được, không cần phải theo một cái hệ thống gì hết. Cái đấy nó gọi là tăng tính sáng tạo, nhưng mà dĩ nhiên là chúng ta đánh nó quá khác nhau thì thực ra nghe bài hát nó hơi kỳ, nhưng mà đấy gọi là tăng tính sáng tạo. Đấy, cái anh em có thể thử tập như thế. Đấy, tiếng đàn anh em nghe nó cũng sẽ lạ hơn. Ok chưa? Trước tiên anh em hiểu như thế rồi nhá. Thì kể cả có những nhịp như là nhịp 44 đi, chúng ta đếm từ 1 đến 8 đúng không? Thì 1 dĩ nhiên chúng ta sẽ đánh bát. Còn lại thì muốn đánh dây nào cũng được. Ví dụ 3 4 3 2 4 4 2 3 bát 1 3 2 4 3 5 4. Anh em muốn đánh dây nào cũng được, miễn là anh em đếm thật là đều. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3. Đấy, mỗi một con số anh em đếm ra anh em thích đánh dây nào được. Ok chưa? Đầu tiên anh em hiểu như thế rồi nhé. Anh em phải hiểu cái đấy đã. Ok chưa? Sau đó thì nếu mà anh em hiểu cái đấy rồi thì chúng ta sẽ đến một cái câu chuyện như thế này. Đấy là khi mà chúng ta đánh như thế nhá, thì anh em có thể chơi thêm một cái trò nữa để cho nó hay hơn. Ví dụ như nếu bài hát mà nó buồn buồn nhé, bài hát nó hơi buồn buồn, thì anh em có thể bỏ bớt nốt nhạc đi. Ví dụ là tớ đánh nhịp 44 chẳng hạn, à tớ đánh nhịp 24 chẳng hạn, đếm từ 1 đến 4 đúng không? Thì tớ đang bảo anh em đếm đánh thật là đều này. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Anh em có thể bỏ số 4 đi, số 4 anh em không đánh gì cả. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4. Thấy không? Anh em muốn bỏ cái nốt nào đi cũng được, miễn là em có đếm. Anh em đếm ra nhưng em không đánh. Đấy. Khi mà chúng ta đánh ít nốt nhạc hơn thì bài hát nghe nó sẽ buồn hơn. Đấy là cái khá là dĩ nhiên. Khi chúng ta đánh nhiều nốt lên, nhiều nốt nhạc lên thì bài hát nghe nó sẽ kiểu dày hơn, có thể nó vui hơn, nó hoành tráng hơn này kia. Đấy. Nhưng mà anh em muốn nó tình cảm, anh em đánh ít đi, anh em bỏ bớt đi thoải mái. Ok chưa? Rồi. Đấy là cái vấn đề của cái là chúng ta đếm theo kiểu nốt đơn. Đấy. Còn sau này nếu anh em à được kiểu nốt đơn, thì bây giờ tớ sẽ nói đến câu chuyện về scale. Đấy, về scale, về âm dai các thứ. Ok chưa? Thì anh em có thể hiểu nhỉ, scale, scale. Chúng ta có thể hiểu nó là mỗi một tông. Ví dụ chúng ta bảo chơi tông đô trưởng chẳng hạn, thì tớ khuyên anh em nên tập trên đô trưởng thật là giỏi vào, chơi trên đô trưởng và son trưởng thật là giỏi vào. Thì sau này anh em dùng capo. Ví dụ anh em quen chơi đô nghe rất hay, ví dụ anh em chơi trên đô anh em chơi rất là tốt, thì sau này anh em bảo là à bây giờ mình muốn chơi trên tông rê trưởng thì sao, anh em kẹp capo vào, kẹp capo 2, thì bây giờ tay anh em vẫn đánh đô. Đấy, nhưng bây giờ nghe nó như rê trưởng. Cái này thì cũng có khá nhiều video thì như tôi cũng có rồi, là dùng capo thì chúng ta tôi có rồi mà, là dùng capo thì nó sẽ tăng giảm tông như thế nào. Đấy. Thế nên anh em chơi giỏi ở trên đô và trên son thì gần như anh em sẽ chơi được tất cả các tông khác luôn. Đấy là nếu anh em dùng capo. Còn nếu anh em bảo là ui mày capo nhìn nó không xịn, nó phải không capo, không capo cơ, thế thì anh em phải tự học scale của tất cả các tông thôi. Ví dụ chơi trên rê trưởng thì anh em phải thuộc ví dụ như này. Phải thuộc chân rê cơ. Đấy, anh em thuộc càng nhiều thì anh em không cần capo nữa. Còn anh em muốn tập cho kiểu tập trung thôi, tập trung vào một tông nhất định để mình giỏi đã, thì sau đó anh em có thể dùng capo. Ok chưa? Đó, đấy là nói ngoài lề thôi. Còn bây giờ đến câu chuyện là scale. Tớ đi sâu vào scale thì nó là như nào. Scale thì tức là chúng ta mới tập trên tông đô nhé. Ok chưa? Thì chúng ta sẽ chơi scale của đô trưởng. Thì scale của đô trưởng đây, tớ sẽ cho anh em thấy scale của đô trưởng. Đây, anh em có thể nhìn thấy là khi mà tớ search ở trên YouTube ấy, à tớ search trên Google ấy, anh em search cho tớ một cụm từ như này. Ví dụ anh em muốn chơi scale của đô thì anh em viết chữ C là đô, thêm chữ scale và thêm từ on guitar, guitar hoặc là guitar tùy. Đấy. Thì nó sẽ ra một cái bảng như này, trông nó rất là kiểu trông nó ghê, mà mặc dù là có thể lúc đầu mình không hiểu gì cả. Đấy. Nhưng anh em nhìn vào cái kết quả đầu tiên của tớ nhé. Đấy. Đây là cái cân đàn,
đây là cái cân đàn, cái cân đàn của chúng ta. Thì anh em có thể nhìn thấy ở đây chúng ta có dây 1 này, dây 1 là cái dây dưới cùng này của anh em. Và dây 2, dây 3, dây 4, dây 5, dây 6. Thì đối với đô trưởng ấy thì đây sẽ là cái bài tập scale của đô trưởng, là chúng ta sẽ chơi như thế này, trông nó như thế này. Ví dụ anh em nhìn vào dây 6 nhé, anh em nhìn vào dây 6 nhé. Thì đầu tiên là nó sẽ có các nốt ở trên đô trưởng chúng ta được phép chơi là mi, fa và son. Thì cần đàn đây. First fret là khoang đầu tiên. Second fret là khoang thứ hai và third fret là khoang thứ ba. Đấy. Nhưng anh em nhìn thấy ở trên dây 6 ở cái vị trí này. Đó, người ta ghi là mi ở vị trí ngoài lề này thì có nghĩa là gọi là dây mở. Chỉ đánh dây 6 thôi. Đây sẽ là nốt mi. Và sau đó người ta nốt tiếp theo nốt fa là dây 6 khoang 1. Thì anh em để ngón tay vào dây 6 khoang 1. Đó. Và sau đó chúng ta có son ở dây 6 khoang 3. Đó. Và sau đó là anh em xuống, anh em hết rồi, chúng ta xuống dây 5. Dây 5 mở có la. Đó, sau đến si. Sau đến đô. Đầu tiên là tớ khuyên anh em là nên thuộc cái bài này, anh em chỉ ngồi đánh cái này thôi. Đấy, ok chưa? Bây giờ tớ sẽ đánh bài tập này thì trông nó sẽ như sau. Đó, anh em đánh thật là thuộc. Đánh thật là thuộc, nghe đánh mà không cần nhìn. Mi fa sol la si do re mi fa sol la si do re mi fa son. Xong tập đánh ngược lại. Sol fa mi re, sol fa mi re do si la, sol fa mi re do si la, sol fa mi. Đây là thăng âm của đô trưởng. Đấy, trước tiên nhé, anh em chưa cần biết cái này nó làm như nào, chỉ cần là anh em hãy đánh được cái bài này cho tớ, rất là quan trọng. Anh em nhớ là ba ngón tay của chúng ta, anh em nên chia ra mỗi ngón một khoang, mỗi ngón một khoang. Đó, ok chưa? Và chúng ta đánh không cần nhìn. Đó, đánh không cần nhìn, rất là thuộc đã. Ok chưa? Và khi mà anh em thuộc được cái bài này rồi thì anh em hãy nhớ khi chúng ta chơi trên tông đô trưởng, đây sẽ là những cái nốt mà anh em được phép chơi thêm vào cái hợp âm của anh em. Đấy. Tức là bây giờ như này, tôi sẽ ví dụ như này. Ví dụ tôi đang chơi hợp âm đô trưởng. Và cái scale tôi được phép chơi, tớ chỉ được bấm vào những cái nốt đấy thôi, tớ không được bấm vào những cái nốt khác. Đấy, kìa. Thì bây giờ tớ sẽ ghép vào nha. Đấy, anh em thấy không? Chúng ta sẽ đánh những cái nốt mà chúng ta vừa mới học thuộc đấy, đánh cho thêm những cái nốt đấy vào cái hợp âm chúng ta đang bấm, nghe nó sẽ rất là hay. Đấy. Nhưng mà áp dụng như thế nào? Thì thứ nhất nhé, dĩ nhiên tớ lại nói như lúc nãy rồi, đấy là anh em hãy thuộc cái bài nào, thuộc cực kỳ vào, đừng có đánh nhầm. Bởi vì là nếu tớ không đánh vào những cái nốt mi fa sol la si do re mi fa sol la si do re mi fa sol, nếu tớ không đánh vào những nốt đấy mà tớ đánh vào những cái nốt như là fa thăng, đô thăng, la giáng, tớ đánh vào những cái nốt đấy thì nghe nó buồn cười lắm. Ví dụ nhé, cười vãi chỗ luôn. Bởi vì đấy là những nốt anh em đừng chơi khi mà chúng ta chơi đô. Dĩ nhiên là sau này anh em chơi nó cao cấp, cao siêu hơn thì anh em có thể chơi những nốt mà không nằm trong thăng âm của đô, nhưng mà đến lúc đấy thì nó cũng xa lắm. Thế nên là chúng ta hãy chơi theo kiểu này trước. Ok chưa? Rồi, trước tiên là như thế. Và bây giờ thì anh em hãy hiểu cho tôi một cái như thế này. Đấy là trước tiên anh em hãy tập như sau. Đấy là chúng ta sẽ chơi hợp âm. Chúng ta sẽ thường anh em nên tập ở trên vòng canon. Đấy là đô này, son này, la thứ này, Fa này. Anh em nên chơi fa mở nhé. Chơi fa mở để chúng ta còn tập chạy ngón. Đô, rê thứ và son. Đấy, chúng ta sẽ chơi cái vòng canon này, tập ở trên vòng canon này là chính. Thì ví dụ đầu tiên hợp âm đô trưởng. Anh em lưu ý cho tớ một cái như này, bởi vì rất nhiều người hỏi tớ cái câu này. Đấy là có phải là khi mà chúng ta chơi hợp âm đầu tiên đô trưởng thì chúng ta chơi thăng âm của đô trưởng, khi chúng ta sang hợp âm son thì chúng ta chơi thăng âm của son? Không. Không phải như thế nhá. Nếu anh em có suy nghĩ nào như thế thì không phải như thế. Khi mình đây là cái vòng hợp âm nằm trên tông đô trưởng thì anh em có đánh đô, son, la, mì hay bất kỳ hợp âm nào đấy trong đô trưởng, trừ hợp âm ngoại giọng nhé, cái đấy vẫn xa quá, tớ chỉ nói hợp âm canon thôi, thì không quan tâm anh em đang bấm hợp âm gì, anh em vẫn sẽ chơi thăng âm của đô. Tức là anh em vẫn chỉ được phép đánh thêm những cái nốt nằm trong cái thăng âm của đô lúc nãy tớ vừa cho anh em xem thôi. Đấy, ok chưa? Nhớ nhá.
dù có đánh hợp âm gì nhưng đây là tông đô thì vĩnh viễn chơi scale của đô. Quay lại hợp âm đô trưởng, nếu bây giờ tớ cho thêm ngón, tớ đánh để có thể ra được một câu thay vì nó là bát 3 2 3 1 3 2 3 thì bây giờ của tớ nó là đấy, bây giờ của tớ nó nghe như thế này. Thì chúng ta sẽ phân tích như sau nhé. Đấy là trước tiên là khi anh em bấm hợp âm đô này, cách tập đầu tiên đấy là anh em xem mình còn thường ngón nào. Khi mà tớ bấm đô trưởng, anh em sẽ thấy là tớ thường ngón út ở đây đấy, tớ thường ngón út ở đây. Và anh em xem là cái ngón út của anh em nó sẽ bấm được dây mấy, khoang mấy, nó sẽ bấm được những dây nào và khoang nào, và những cái dây và khoang đấy nó có nằm trong cái scale lúc nãy mà anh em học của đô không đấy. Thì như ngón út đây tớ có thể với được dây 1 khoang 3, nó là nốt son, nó nằm trong cái bộ scale lúc nãy đúng không. Dây 2 khoang 3 nó cũng nằm trong bộ scale lúc nãy. Và ngón út của tớ còn có thể với lên dây 3 khoang 3, nhưng mà đây là nốt si dáng, trong thang âm của đô không có si dáng nên anh em không cần bấm vào đấy. Vậy suy ra là ngón út của anh em chỉ có thể bấm vào dây 1 khoang 3 và dây 2 khoang 3. Vậy đây sẽ là những nốt để cho chúng ta gọi là thêm nốt vào cho cái đô của chúng ta. Đấy. Và anh em nhớ như tớ bảo là tớ bảo là nhịp 4-4 đi, chúng ta đếm từ 1 đến 8. Cái số 1 anh em đánh bát. Còn 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anh em đánh dây nào cũng được. Dây nào cũng được. Đấy. Ví dụ bây giờ tớ đánh là bát 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2. Tớ sẽ đánh những dây đó. Ok chưa? Và tớ sẽ đánh ví dụ này. Bát này. Dây 1 này. Sau đó tớ lại cho ngón út vào dây 103. Và tớ lại bỏ ra. Tớ xuống dây 2. Tớ lại cho ngón út vào dây 203. Rồi tớ lại cho ngón út vào dây 103. Đấy. Ok chưa? Anh em được phép chơi bất kỳ dây nào anh em muốn, và ngón tay của anh em bấm vào bất kỳ khoang nào anh em muốn, miễn nó nằm trong thang âm, nó sẽ tạo ra cái tiếng mới. Kiểu thay vì nó là, thì bây giờ ta sẽ di chuyển ngón út liên tục. Thấy không? Nghe nó khác ngay, nghe nó khác ngay lập tức luôn. Đấy, nó rất là dễ. Đếm từ 1 đến 8, chọn dây để chơi. Và ở cái dây đó anh em có thể đánh thêm ở trên cái dây đấy, anh em có thể bấm bất kỳ một cái khoang nào miễn nằm trong scale của đô là nó sẽ ra được cái tiếng đấy luôn. Ok chưa? Đấy. Anh em thường ngón nào thì dùng ngón đấy. Ví dụ tớ sang son đi. Hợp âm son khi mà anh em chơi theo kiểu bình thường ấy, thường anh em sẽ bấm 4 ngón như thế này, hoặc anh em bấm 3 ngón như này. Đấy. Thì tớ khuyên anh em là khi mà chúng ta giải son ấy, anh em nên bấm son như thế này, chỉ thế này thôi, chỉ thế này thôi, đúng một ngón áp út trên dây 603. Nhờ việc bấm như thế này, những ngón tay, ba ngón tay còn lại của anh em nó sẽ rất là tự do, thế nên nó sẽ phải bấm thêm nốt nhạc rất là thoải mái. Ok chưa? Chứ bấm bốn ngón như này nó bí quá, nó mất chỗ để anh em chơi. Đấy, chúng ta bấm đúng này thôi. Thì bây giờ son thay vì tớ chơi nhỉ, 1 2 3 4 5 6 7 8, thì bây giờ tớ sẽ chọn dây linh tinh và tớ sẽ thêm ngón tay của tớ vào cái thang âm của đô. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Nghe nó đã khác không? Nghe nó khác vãi chưởng luôn. Đấy, ok chưa? Đơn giản thôi, anh em còn thường ngón nào thì dùng ngón đấy. Sang la thứ, anh em thường ngón út này, anh em lại có thể chơi được như thế này. Đấy, đúng không? Sang mi thứ, anh em lại thừa rất là nhiều ngón. Đấy, thừa, anh em thừa cả ngón trỏ nữa. Sang đến pha bây giờ 7, anh em thường ngón út. Sang đến đô anh em lại thường ngón út. Sang đến rê thứ thì không thường ngón nào. Thực ra thường ngón áp út nhưng mà ngón áp út này chưa dùng được ngay. Đấy. Nhưng đây là bài tập đầu tiên của anh em, tức là anh em chỉ dùng những cái ngón nó còn đang đơn lẻ và anh em thêm nốt vào thôi. Thì anh em cố gắng mình đạt được đến một cái mức đơn giản thôi. Đấy là nó nghe như thế này: 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Đó,
anh em chỉ cần đánh như thế anh em nó khá rồi. Và tớ sẽ có thêm một cái nữa để cho anh em đánh nó còn hay hơn nữa, đấy là chúng ta không chỉ đơn giản là chúng ta dùng mỗi cái ngón thừa ra ngoài để chúng ta đánh thêm nốt nhạc vào, mà anh em còn có thể làm như thế này. Cái này thường là chúng ta sẽ tận dụng ở trên đô, trên tông đô là chính. Trên tông đô thì có một cái gọi là lợi thế, đấy là toàn bộ 6 cái dây mở đều là các nốt nằm trong thang âm của đô, thế nên là anh em không lo bị sai. Đấy là một cái rất là may mắn của tông đô và tông son. Nhưng mà chúng ta tập trung trên tông đô trước. Khi anh em chơi đô, chỉ có duy nhất cái ngón bấm vào dây bát là anh em phải giữ nguyên. Còn lại những cái ngón này, những cái ngón đang bấm này, anh em có thể bỏ nó ra. Anh em bỏ ra, anh em không cần phải bấm, không cần bấm sẵn làm cái gì cả. Đấy, kìa chưa? Anh em không cần bấm sẵn. Đấy. Thì khi mà tớ chơi tớ có thể làm như này. Ví dụ tớ đánh bát trước, bát. Tớ đánh dây 2. Xong tớ bỏ ngón trỏ ra. Xong tớ lại cho ngón trỏ vào. Xong tớ đánh dây 4. Tớ lại bỏ dây 4 ra. Rồi tớ lại cho dây 4 vào. Đấy, anh em được phép bỏ ngón tay ra để cho cái dây đấy nó tạo ra nhiều tiếng hay hơn. Ví dụ nhé, bát 1 2 3 4 5 6 7 8, giữ nguyên tay đúng không? Bây giờ tôi bỏ tay ra nhé, 1 2 3 4 5 6 7 8. Thấy không, nghe hay không? Úi dồi ôi, nó quá hay rồi. Đấy, anh em có thể bỏ ngón ra và cho lại ngón vào, nó lại ra tiếng rất là hay. Anh em kết hợp cái đấy với cả cái việc cái ngón lẻ này này nó đi nhiều nốt hơn thì bây giờ nó sẽ nghe rất là hay. Bỏ ngón ra chơi rất là thoải mái. Đấy, nó sẽ làm cho tiếng đàn của anh em nó còn thú vị hơn nữa, nó hay hơn rất là nhiều. Đấy, được phép bỏ ngón thoải mái. Ok chưa? Và cho lại ngón tay vào, kết hợp thêm cái ngón lẻ ra, tiếng đàn đã rất là đỉnh rồi. Ok chưa? Đấy, chỉ cần hai cái đấy thôi, anh em tập rất là quen hai cái đấy là tiếng đàn rất là tốt. Miễn là anh em chơi rất là đều, mỗi hầm đếm từ 1 đến 8, không nhanh không chậm, đếm thật là đều là anh em ra được tiếng nhạc luôn. Anh em có thể giống như tôi bảo lúc đầu, anh em bỏ bớt nốt nhạc đi nghe nó tinh tế hơn. Đấy, ví dụ anh em bỏ nốt ra, anh em ấy các thứ vào, anh em có thể đánh ít hơn, tinh tế hơn. Rất là dễ, câu chuyện nó chỉ dễ như thế thôi. Đấy, ok chưa? Còn dĩ nhiên là muốn đánh hay hơn nữa, muốn đánh hay hơn thế này nữa thì anh em nên thuộc ngoài ba khoang đầu tiên, anh em thuộc càng hết cái đàn. Anh em nhớ được toàn bộ cái cần đàn này có những cái chỗ nào là thang âm của đô, là scale của đô, là những nốt chúng ta được phép đánh thì anh em sẽ có những cái tiếng đàn nó dị hơn nữa. Đấy, ví dụ tôi có thể chơi nhỉ. Đó, anh em có thể đánh xa hơn thì tiếng đàn nó cũng sẽ lạ hơn rất là nhiều. Đỡ giả rồi thôi. Thì khi anh em chơi được trên cái thang âm đô này rất là hay rồi thì anh em sẽ chơi được trên thang âm của la thứ luôn. Bởi vì scale của đô và scale của la thứ có thể nói là giống nhau. Thế nên là anh em chơi rất giỏi trên đô thì khi anh em chơi những cái bài hát mà có trên tông là la thứ. Đấy, những cái bài như này anh em cũng có thể tận dụng cái đô này vào. Anh em có thể tận dụng cả la thứ luôn. Đấy. Về cơ bản thì đây là cái mà anh em tập cái này thì chúng ta chơi nó sẽ tự do hơn. Anh em sau này sáng tạo ra câu intro hoặc là chơi đàn muốn nó có thêm một chút ngẫu hứng trong đó thì anh em sẽ có thể tập được như thế. Đây gọi là cái tập khá là cơ bản đối với nếu mà chúng ta học solo. Chúng ta học về solo, chúng ta học về scale các thứ thì đây là cái cơ bản nhất, cách áp dụng cơ bản nhất.
Còn dĩ nhiên là còn nhiều cái linh tinh lắm. Ví dụ là tớ đang chơi ở trên đô chẳng hạn, tớ vẫn có thể chơi cái nốt rê thăng nếu tớ muốn. Đấy, tớ có thể chơi được nốt rê thăng, mặc dù rê thăng không nằm trong scale của đô. Đấy, nhưng mà để sử dụng được những cái nốt nhiều như thế và di chuyển nó hay hơn thì còn phải học sâu lắm. Thì video này là cái để tớ nói về cái mức độ gọi là cơ bản nhất của cái món này. Thì khi anh em tập nhiều như này cho quen thì anh em sẽ tập thêm về ví dụ như là kỹ thuật. Đấy là giả dụ là tớ đánh như thế này. Đấy, thay vì tớ đánh là đấy, nghe thì nó cũng hay đúng không? Nhưng mà bây giờ chúng ta nhỉ, anh em biết tận dụng kỹ thuật vào, anh em biết về một chút về hòa âm để chúng ta chọn hợp âm nó hay hơn hay là đánh nó ghê gớm hơn, cái đấy thì phải học nhiều phết ấy. Thì tớ cũng sẽ cố gắng ra video dần dần để kiểu như là thêm cái này cái kia để anh em chơi đàn nó hay hơn đó, đại khái thế. Ok chưa? Thế nên là nếu anh em muốn về sau chúng ta đánh hay hơn nữa thì ở cái video này anh em hãy học thật tốt cái video này đấy, nên thế. Nếu như mà dĩ nhiên anh em có thắc mắc gì anh em cứ hỏi tớ ở trên cái fanpage Hiển Dâu của tớ nhé, cứ inbox lên đấy tớ sẽ trả lời anh em đấy. Ok chưa? Đơn giản thế thôi. Đấy là cái video này. Ok, hẹn anh em video khác nhé.